Này, hôm nay anh em tôi lại làm món tôm nhảy. Môn gì? Môn toán. Món này ăn lúc đầu thì cũng hơi sợ nhưng về sau ăn quen thì rất thích. Môn nào cũng tôm chọn con nhỏ nhỏ thôi nha, cắt cắt hết cái râu nhọn của nó đi. Đấy. Này tôm này. Chỗ này chắc cỡ khoảng 2 lạng, 3 lạng gì đấy. Thứ hai nữa là hoa chuối. Hoa chuối nộm, hoa chuối làm nộm hoa chuối. Hoa chuối thái nhỏ ngâm nước muối. Đấy, xong là trộn với rau thơm với lại các loại rau thơm khác, các loại gia vị khác cho vào đây. Con đây bỏ ra để bác đấy. Bác nữa sẽ làm nộm hoa chuối nhá. Và món không thể thiếu được. Đấy là món lạc. Lạc này rang lên. Rang lên xong là giã ra. Trộn cùng với lại nộm hoa chuối. Chúng ta ăn rất là thơm, ngon luôn, bùi cực kỳ. Lát nữa sẽ có món tôm nhảy. Ok, cho đường vào. Tại vì là này chị dâu cả sẽ làm món tôm nhảy cho các em ăn. Đường này, mì chính này, sả nữa này, thái sả thái ớt cho vào. Món này bắt chiếc anh em vùng cao Tây Bắc. Quá nhiều món, quá nhiều gia vị. Thiếu hoa tay nhá. Đấy, món ớt nữa này. Chanh nữa này. Thiếu, bây giờ em vắt chanh lên lại cho ớt. Ớt cho chanh cho lạc. Rồi, ớt chanh lạc này. Cho nó ra nhiều nước tí mới ngon. Ừ, hơi khô, ăn nó không ngon mấy. Nó phải như kiểu tiết canh ấy. Nó mới ngon. Thêm nhiều rau thơm vào, nhiều ớt vào. Cay nó mới sướng. Đấy, bắt đầu cho lạc vào. Cho lạc vào. Rang lạc. Để cho món tôm nhảy được ngon thì món lạc rất là quan trọng luôn. Rạc lang lên, rang lên xong là không cần đập nhỏ lắm đâu, đập vừa vừa thôi. Nhỏ quá thì nó cũng tan hết. Đấy. Nhưng mà rau ở nộm cho nhiều rau thơm tí vào mới ngon. Cho vào mùi nữa mà chú. Đấy. Bớt lại cho chú. Đấy ra. Cho nhiều nước chanh chua vào nha. Đấy mới là rau sạch. Sâu. Đấy, lạc đã rang xong rồi, bây giờ cho nó nguội. Nguội chúng ta bóc cái vỏ này ra. Bóc vỏ này ra là đập dập qua thôi, không đập kỹ quá. Đấy, tôm đây, tôm thì vẫn còn nhảy tanh tách. Ấy. Anh em có thấy rồi. Sập vào mà. Không sao. Đây là tôm. Tôm Nhật là cái đầu nó ra. Đây là nộm hoa chuối đã làm xong rồi. Thì chúng ta chỉ cần trộn ba thứ này vào với nhau là ok, chiến đấu. Cho nguội tí. Hôm nay gọi mấy anh em vào uống rượu món tôm nhảy. Hạt lạc vào nhá. Đừng mà nói được. Món này món tôm nhảy đặc sản của dân Bảo Nhai. Dân Bảo Nhai, Tây Bắc Lào Cai. Chị gái đang làm. Đây là cái thính giã thật nhỏ. giã thật nhỏ lại trộn vào đây nữa. Xong lại trộn tôm vào. Tí nữa trộn tôm vào. Giã nhỏ trộn vào như thế nó quyện. Đấy. Cả hạt đi à? Dạ. Món này món xào khế à? Cho tôm vào chưa? Tí nữa mới cho chị ạ. Chẳng cho trộn lên nó mới ngấm gì. Trộn hết vào. Để lóc nước đi ạ. Đây.
Nhưng mà sợ cho xuống đấy vào là nhiều tôm quá. Cái này bóp nhót rồi à? Chưa, đã cho nhót rồi đâu. Nhót xanh hả? Nhót xanh 120.000 cân, ai mua không? Khả năng chỉ cho khoảng một nửa chỗ đấy là trước thôi chị ạ. Cho nhiều quá sợ nó không ngon đấy. Cho một nửa mang về. Mang về đi bé. Cho một nửa, chọn lấy con nhỏ nhỏ ấy. Dạ, con to ngon đúng không? Cứ cho nữa vào. Cái bố được lửa. Thế rồi, thế rồi. Ở đây, con đầy trong kia kìa. Quỳnh ạ. Đâu? Còn đầy tôi trong kia không lo đâu. Có cứt thì bắt được nhiều thế cả. Bắt... 240 ạ. Bắt ở... Chợ á? Bắt của chuyên gia đi bắt tôm, mua lại của chuyên gia. Họ là dí ở dưới sông mà, sông chảy mà chị. Chứ còn tôm bình thường làm gì, ở chợ làm gì ăn. Tôm này tôm suối đấy, tôm sông chảy đấy. Phải chấm vừa rồi. Có mà. Đấy, như này là vừa rồi, chứ nhiều tôm quá nó cũng không ngon đâu. Đấy, để một lúc nó ngấm gia vị là chúng ta chén. Món này mà ăn vào trời nắng là một, thứ hai là say rượu là hai này, nhất rồi. Nhưng mà đéo uống rượu làm nào. Bây giờ không cần gì say rượu. Giờ không cần uống rượu. Vị gì? Ngon hết. Ai uống thì uống, anh Ngọc không uống thì anh thiệt. Chả thiệt đâu. Chả bằng 2 năm này con là chị mẹ đi nhặt lá ăn luôn đấy. Cho tôm nữa vào. Tao ngoài kia mà. Ok rồi. Không phải chị đi đường đến cầu được gặp ông. Ok rồi. Thiếu tôm ta lại cho tôm vào. Ok. Chờ nó ngấm một chút nào nha. Cả cá nhảy luôn này. Ăn cả ông công ông táo luôn này. Hôm nay là ngày 24 rồi. Ta chợ thấy vẫn còn nhiều cá. Nhiều cá vàng còn thừa. Mua về chúng ta chiến đấu nốt. Đấy. Sống nguyên nhá. Tí nữa sẽ vào. Sẽ vào. Cậu mở mới đi đấy. Đang vào thì cậu mở mới đi chạy về. Nào khi ăn thử nào. Thấy sao? Lúc đó đến đầu cầu thì thấy cậu đi ra. Đấy món đấy. Món tôm mới thấy thế nào? Ngon không? Bình thường. Ngon anh nhỉ? Bây giờ đấy. Chủ yếu là quảng cáo thương hiệu anh làm không? Ngon mà. Lần sau anh cứ làm cho các em ăn được. Bác mình ăn chưa? Đây. Bác mình ăn nhá. Đấy. Có được không bác? Có được. Dạ. Lạ đúng không? Cho nóng tiếp rồi. Mời mọi người nhá. Đã cần rồi. Ôi nhưng mà cay. Vừa cay tùy ai ăn ăn. Đúng rồi. Mình ăn sốc ba. Ngon. Trong gì? Cho tí vào, cho tí một tạt vào cho nó rực rỡ. Cái này. Đắp cho cay ngon. À để chú ơi, là chế biết thôi. Không có lại đâu. Trộn lên. Trộn lên, trộn lên. Tú làm cái chưa? Cường có khách rồi mà. Luôn nhất ở đây. Chưa tám thứ đấy. Đấy cho tí mù tạt vào cho nó sốc. Đổ ngõ trong cân nồi mắt ra. Lấy vừa thế mà đây. Còn nó đấm rồi đấy. Hay là cái trường có vẻ hấp dẫn anh nhỉ? Được. Yến đang lấy thêm ớt. Yến lấy ớt tí nữa. Cho thêm tí ớt vào cho nó rực rỡ. Từ từ mới ngắm đéo tao nhiều thế. Bắt cho thêm đừng đặt bát xem nha. Anh Ngọc muốn cho hẳn bát như vậy. À con ra kia để muốn ăn cơm à? Muốn rượu nhá. Bây giờ mời nhau. Vào đây. Thằng này nó ngắm đéo mà. Sao? Anh ấy đùa. Phải cho ớt vào nữa cho nó rực rỡ. Mày chưa lên chưa bắt ăn nữa thử. Đấy. Thằng bà ăn biết đùa. Anh làm nào tí thôi. Như nào. Ăn nó cay shit. Ấy, nó cay đúng phải. Vã mồ hôi ra, nó mới sướng. Ấy, ui, rực rỡ chưa? Rượu nó cũng cay tanh tanh em nhỉ. Nhưng mà rực rỡ chưa? Anh cũng ăn. Ấy, rượu nó cay tanh tanh. Rực rỡ chưa? Thôi, là có nhiều mà. Muốn gì? Đi ra ngoài đi. Tú làm cái nào. Tú làm miếng nào. Tôm nhảy. Nó làm nó mất vị giác. Đâu đấy nào.
Thầy mời cơm, cơm. Đấy. Ôn cơm ơi. Ông ơi. Được không? Nào. Hay đấy nhờ. Bác Ngọc nhá, mọi người ngon đấy. Ý, chai phố là đầu được ăn nhá. Thêm một dàn mới đỉnh. À. Đấy. Cho thêm một dàn vào. Ngon nhá. Ăn kèm gì đó em đi coi. Cho tiền. Cho thêm gì không ơi? Cho ớt vào, cay vào. Dây. Đúng rồi. Cái không chơi. Trộn một đá thêm. Gì đấy? À, con này ra đánh bác à? Ủa, bác Ngọc chơi bắt thẳng bắt bác luôn à? Cay quá không? À. Ừ. À, bắt này được rồi đây. Bắt này xong nhá. Quá. À. À, phê. À. Pê 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 pê. Được. À lên rồi, lên rồi, lên rồi. À được, ngon ngon ngon. À sướng. Trắng cái nào các bác. À. À cũng cắt tiền nó đúng. Đấy. Tê người. Ba mồi. Không biết ăn cái gì mà. Ba mồi rồi nhá. Ai phải ăn trồng ngọn cây đây. Hai ông rót với ông cốc thôi. Quý không cắt thế thì hỏng. Mãi mày cháu đổ xuống. Mày ăn nhiều một tạt tí thổi nó lên nhỉ. Ê, ra lên mày. Rồi, mời mọi người nhá. Con này cố gắng liều ăn con này xem vị nó thế nào. Nhiều thằng mày. Liều ăn con này. Cho mày là thôi, nhưng mà thực ra là đến phút cuối rồi cũng chẳng ai dám ăn đâu, chỉ quay vậy thôi để đây để cho nó đẹp thôi, còn khả năng không ai dám ăn rồi rút à, trời luôn trời luôn, ăn từ đuôi hóc đéo chưa được đâu thật. Được ớt xanh, ớt xanh. Đấy, ớt xanh khổng lồ. Ớt ngọt, ớt ngọt. Ngọt mà. Ôi, ăn con này, uống rượu ăn món này quá hay luôn. Nằm quả ăn nhau nhá. Mát. Đút cá ra ngoài. Ngọt. Ăn nó đỡ mất cảm giác. Giòn đấy. Giòn. Không cho ai quay, không được quay. Anh bảo này. Mày cắt con cá ra, mày đút ra, mày cắt ra, mày vạch cái này ra, mày đút con cá ra, đổ nước các thứ vào đó ăn. Thôi. Cắn miếng nào ra miếng đây cho anh ăn. Thôi thôi anh ơi. Cắn cá nó không đứt được, mẹ nó lằng nhằng mệt lắm. Thứ ra để cho nó đẹp thôi anh em, tôi chỉ dám cắn một tí cái đuôi nó thôi. Không dám ăn. Vẫn chưa đủ bản lĩnh, chỉ dám ăn tôm thôi. Mẹ này ớt xanh cho cả quả. Giòn lắm bạn ạ. Cái này ăn sống. Tú ơi, em ăn miếng to và miếng ngon. Miếng to vào. Nó ngọt không mà, cái này ngọt rồi đấy. Giòn nữa. Tôm thì hết rồi, mà thịt gà thì vẫn còn nguyên này. Chả ai thích ăn. Ăn cái món nó độc dị lạ cho nó. Cho nó máu. Tao chịu mày ăn cá không ăn. Đấy, cho ông Táo vào. Chết thật à? À, chơi đâu rồi. Ghém với lại ớt xanh, ớt xanh. À, Tú cô chơi đầu, bắt lại chơi đầu rồi. À, bác chơi đuôi. Bác chơi đuôi. À, thôi. Chơi rồi. Đấy, ham. Cái này khả năng những con cá thì ngon rồi. Ăn được. Đấy. Ừ, được, xui nhờ. Sống lúc nào luôn. Mấy cá bé. Cá bé muốn tới răng. Mấy ông táo công này bị đi. Táo này gặp mẹ này. Táo này. Mẹ bắt thổi nồng độ rồi. Gặp chốt rồi, đúng nồng độ rồi. Táo ra lên đĩa. Táo lên đĩa rồi. Thả vào tiếp đi. Đang căng của tôi. Thả vào cho nó nhảy. Được. Bằng mình đã tiết ông táo. Bằng này mình nấu ăn được cả xương.
con ấy chỉ nấu một lúc là mục sương sương này luôn cái rán này rán đang giòn luôn rồi. Con đấy rán sơ qua xong nước qua thì gà thì không ai ăn, chỉ khi ăn những cái món gọi là độc đáo một chút. Đồ xanh này các bạn này, đồ xanh đồ lâu rồi. Giòn lắm, ngọt, mát, nhiều nước cực kỳ luôn.